Hi, xin chào cả nhà, là May đây. Thì hôm nay thì May đã giới thiệu cả nhà những món liên quan tới thịt rồi. Nghe cũng đã rất là ngán rồi đúng không cả nhà? Thì hôm nay mình sẽ đổi món nha. Mình sẽ giới thiệu cho cả nhà món thanh đạm thôi, rất là đơn giản mà chi phí quá rẻ luôn cả nhà. Chỉ có là mười mấy ngàn thôi, chưa tới 20 ngàn nha cả nhà, rất là rẻ luôn. Thì món này mình nghĩ là ăn mặn cũng được, mà các bạn có thể làm ăn chay cũng được, rất là ngon luôn. Rồi mời cả nhà vào bếp cùng May để cùng nhau thực hiện món này nha. Rồi nhìn vào cái rổ nguyên liệu thì chắc chắn các bạn cũng đã biết là hôm nay mình đã giới thiệu cả nhà món gì rồi đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà là món là đậu hũ rim bơ nha cả nhà. Thì nguyên liệu rất là đơn giản luôn, gồm có là đậu hũ, sả, ớt và lá chanh. Thì đậu hũ mình mua là 4 miếng này có 12 ngàn thôi các bạn. Sả với lá chanh thì mình mua có 5 ngàn thôi, ớt thì ở nhà có sẵn rồi. Rồi chúng ta cùng nhau sơ chế nguyên liệu nha các bạn. Đầu tiên thì đậu hũ thì chúng ta sẽ cắt lát ra nha, cắt từng miếng ô vuông các bạn. Thì các bạn muốn cắt miếng dài cũng được, nhưng mà mình cắt ô vuông đi, mình làm cho nó ngon, với lại cái miếng nó vừa ăn nữa đó. Rồi về sả, lá chanh và ớt thì chúng ta sẽ cắt lát ra nha. Sả thì các bạn làm nhiều một tí, tại vì làm nhiều sả như vậy thì nó sẽ rất là thơm. Khi mà các bạn chiên lên đó thì sả nó ra được cái tinh dầu nó rất là thơm nha các bạn. Còn về lá chanh thì các bạn làm vừa thôi, khoảng vài lá thôi nha các bạn. Tại vì các bạn mình làm nhiều lá chanh quá nó ra nó sẽ bị đắng nha. Chủ yếu là mình lấy được cái độ thơm của lá chanh thôi. Còn ớt thì bạn nào thích ăn cay thì các bạn sẽ bỏ ớt, còn không thích ăn cay thì đừng bỏ vào nha các bạn. Rồi sơ chế nguyên liệu đã xong rồi các bạn ơi, nhanh đúng không các bạn? Đó, quá đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên đậu hũ, rồi mình chiên sả và lá chanh ớt luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ chiên đậu hũ nha. Chúng ta sẽ bắt chảo lên, cho dầu vào. Các bạn cho dầu nhiều vào một tí nha các bạn. Rồi đậu hũ mình chiên xong rồi thì mình sẽ bỏ vào giấy thấm dầu nha, để cho nó rút bớt dầu xuống nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ chiên sả nha. Vì sả nó sẽ lâu chín hơn là lá chanh và ớt nên là mình sẽ chiên sả trước nha. Khi nào mà sả nó ngả vàng thì lúc đó mình sẽ cho lá chanh và ớt vào nha các bạn. Rồi mọi thứ đã xong hết rồi, giờ chúng ta sẽ vào công đoạn chính nha, là chúng ta sẽ đi rim bơ nè. Đầu tiên chúng ta sẽ cho bơ thực vật vào nha các bạn. Bạn nào thích ăn nhiều bơ thì mình bỏ nhiều bơ ha. Rồi tiếp theo là bơ nó tan ra rồi thì chúng ta sẽ cho đường vào nha. Mình sử dụng đường là một muỗng cà phê đường nha các bạn, một muỗng đầy nha. Tiếp theo nữa là nước lọc, mình sẽ sử dụng là hai muỗng cà phê nước lọc nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là nước mắm nha, nước mắm thì mình sử dụng là hai muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Và nếu bạn nào mà không ăn nước mắm mà ăn nước tương thì mình cũng sử dụng hai muỗng cà phê nước tương nha, thay nước mắm nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là tương ớt. Tương ớt thì mình sử dụng là hai muỗng cà phê tương ớt. Lúc nào mình làm mà muốn cho cái nước sốt nó sệt thì mình sẽ cho tương ớt vào nha. Rồi xong rồi các bạn, mình khuấy đều lên nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đậu hũ vào nha. Khi mà mình khuấy đều cho nó tan gia vị rồi chúng ta sẽ cho đậu hũ vào. Rồi xong rồi chúng ta sẽ trộn đều lên là xong, không cần nêm gia vị nữa hết nha các bạn. Khi mình cho đậu hũ xong vào rồi thì mình trộn đều lên cho nó thấm hết gia vị xung quanh cái đậu hũ đi. Rồi chúng ta sẽ cho sả lên, cây sả và ớt và lá chanh hồi nãy mình chiên sẵn rồi đó, mình cho lên nữa là xong. Rồi thế cũng đã xong rồi nha các bạn ơi, quá đơn giản dễ làm đúng không ạ? Lâu lâu mà mình không biết ăn gì thì các bạn nên làm món này đi. Mình ăn món này vừa đổi vị mà ăn rất là ngon nữa, rất là thơm nha. Cái mùi lá chanh nè, mùi sả rất là thơm, cộng thêm cái vị nồng nồng của ớt nữa, rất là ngon nha các bạn.
đó, nhìn hấp dẫn các bạn ha. Rồi mình quay sáng cho các bạn xem nè, cái miếng đậu hũ á nó hơi xém xém cháy các bạn, ăn rất là ngon luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử miếng nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắp một miếng nè. Rồi mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Wow, ngon ghê các bạn. Thêm một miếng nữa nè các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Ngon ha. Mình ăn nó hơi ngọt ngọt nè, rồi béo của bơ, rồi hơi mặn mặn của nước mắm đó các bạn. Rồi mùi thơm của xả và lá chanh đó, nó làm mình cuốn hút á, rất là ngon nha. Rồi thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Chúc các bạn sẽ thành công ngay lần đầu tiên làm luôn nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt.